Bây giờ đi đâu? Chắc ngồi đợi có chiếc nào đi ngang thì xin đi ké. Có xe. Đấy. Mày điên hả mày? À, anh ơi, cho tụi em quay vàng lên trung tâm được không anh? Cho quay vàng mà. Lên xe. Lên xe. Đừng đụng vào anh em của tao. Mày tới đây làm gì? Bóng giờ em tới đâu? Mày điên à? Lời đề nghị của anh hôm trước có cánh cửa giờ lớn luôn mở cho mày. Cười chứ nó chắc là làm hai. Không chơi mấy thằng